hy hữu xảy ra trong đại dịch vẫn là câu hỏi với nhiều nhà nghiên cứu. Trong khi những người mắc COVID-19 thường gặp triệu chứng mất khứu giác, thì Nancy Simpson ở London, Anh lại bất ngờ ngửi được sau khi khỏi bệnh dù bị điếc mũi bẩm sinh. Tôi mắc COVID-19 đúng dịp Giáng sinh, tự cách ly trong phòng và bỗng một ngày tôi nhận ra mình có thể ngửi được mọi thứ, Simpson, 25 tuổi, nói với The Sun. Kể từ khi sinh ra, Simpson đã không có khả năng nhận biết mùi, nhưng sau khi khỏi COVID-19, khứu giác của cô gái trẻ bất ngờ được hồi sinh. Simpson bắt đầu thắp nến thơm trong phòng và thử dùng nước hoa. Vì khứu giác có liên quan đến vị giác nên Simpson cho biết giờ đây cô có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của trái cây và những loại thảo mộc dùng trong nấu ăn. Mất khứu giác là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19, thường xảy ra trong tuần đầu tiên sau khi mắc bệnh. Khoảng 75-80% bệnh nhân COVID-19 bị mất mùi, dường như do virus tấn công các tế bào biểu mô khứu giác bao quanh các tế bào thần kinh thụ cảm chịu trách nhiệm nhận biết mùi. Tại Israel, một quốc gia luôn đi đầu về kế hoạch tiêm chủng phòng COVID-19, một thiếu niên đã nhiễm tới 3 chủng SARS-CoV-2 trong một năm, trường hợp được mô tả là khá hiếm gặp. Times of Israel cho hay, Alan Helgort, thiếu niên vừa bước sang tuổi 12, hôm mùng 2 tháng 2 đã nhiễm tới 3 chủng SARS-CoV-2 là Alpha, Delta và Omicron chỉ trong vòng một năm. Helgort, tới từ thành phố Kfar Saba, Israel, đã phải cách ly 3-4 lần kể từ năm học mới bắt đầu, sau khi dương tính với Omicron tuần trước. Helgort tiếp tục tự cách ly tại nhà. Chia sẻ với Time of Israel, Helgort nói rằng so với chủng SARS-CoV-2 trước đó với những triệu chứng khá nghiêm trọng, lần này cậu cảm thấy không bị ảnh hưởng nhiều. Cháu ổn, cảm thấy khá khỏe, không mắc nhiều triệu chứng. Trước đó khi nhiễm chủng Alpha, cháu bị sốt cao, Helgort cho hay. Helgort chia sẻ, mong ước của cậu bé khi sang tuổi mới tới là khỏe mạnh và không bị mắc COVID-19 thêm nữa. Ngoài việc một người có nguy cơ nhiễm đi nhiễm lại các biến chủng SARS-CoV-2, thế giới cũng ghi nhận những trường hợp người nhiễm 2 biến chủng cùng một lúc. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, những người đã bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể bị tái nhiễm trong vòng 1 hoặc 2 năm, trừ khi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng và đeo khẩu trang. Kết quả cho thấy nguy cơ tái nhiễm trung bình tăng từ khoảng 5% 4 tháng sau lần tiêm chủng ban đầu lên 50% sau 17 tháng. Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông lão 84 tuổi hôm ngày 9 tháng 1 để bắt giữ người đàn ông này. Nhưng ông lão đã bỏ trốn trước đó và tắt tất cả điện thoại di động. Với tôi, vaccine COVID-19 là một phương pháp phòng ngừa và cách để có sức khỏe tốt hơn, ông Mandal chia sẻ với Arab News trước khi bỏ trốn. Tôi biết sẽ có đơn khiếu nại nhằm vào mình, nhưng tôi đã yêu cầu tòa án làm sáng tỏ mọi chuyện. Dù bị cảnh sát truy lùng, ông lão 84 tuổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 nếu có cơ hội. Ông Mandal, một cựu nhân viên bưu điện cho biết, đã tiêm 11 mũi vaccine COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 2 năm 2021 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021. Cựu ông còn tuyên bố sẽ sử dụng chứng minh thư của riêng mình để được tiêm 9 mũi. Chia sẻ với BBC, người đàn ông này cho biết đã phải di chuyển tới nhiều điểm tiêm vaccine trên khắp quận Madhepura, bang Bihar để được tiêm chủng. Cựu ông 84 tuổi muốn khỏe mạnh trong đại dịch COVID-19 nên quyết định tiêm nhiều mũi vaccine và tuyên bố sau khi tiêm lượng lớn vaccine, bệnh đau khớp 8 năm của ông này đã khỏi. Sputnik đưa tin, ông Brahmadev Mandal, 84 tuổi, người dân ở Puraini, huyện Madhepura, bang Bihar, Ấn Độ, bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau để tiêm 11 mũi vaccine phòng COVID-19 trong thời gian từ ngày 13 tháng 2 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022. Cụ thể, 9 trên 11 mũi tiêm được ông Mandal dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký. Với các mũi còn lại, ông dùng thẻ bầu cử, số điện thoại di động của vợ và bạn bè. Cảnh sát địa phương cho biết, ông Mandal không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng. Vaccine đã mang lại lợi ích cho tôi, mọi người nên tiêm vaccine, chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời, tôi đã bị đau lưng và không đi lại được, nhưng giờ đã khỏi, tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa, ông Mandal nói. Tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến COVID-19. Ông Mandal khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng COVID-19. Ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông Ấn Độ. Bác sĩ Amarendra Narayan Shahi, người đứng đầu cơ quan y tế tại quận Madhepura thuộc bang Bihar cho biết, ông đã trao đổi với ông Mandal về việc này. Theo bác sĩ Shahi, những vấn đề về Internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở Madhepura. Ông Shahi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông Mandal và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra. Bang Bihar là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở Ấn Độ, quốc gia đã tiêm được 1,5 tỷ liều. Vào tháng 9 năm 2021, khi Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục 25 triệu liều một ngày để mừng sinh nhật Thủ tướng Narendra Modi, Bihar đứng đầu danh sách các bang với khoảng 3,4 triệu liều. Tuy nhiên, truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của Bihar có thể không chính xác vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông Modi. Sau đó, một huyện ở Bihar đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây, dù thực tế là họ không làm vậy, trong đó có cả Thủ tướng Modi và một số ngôi sao điện ảnh của Bollywood. Truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông tên là Abdul Rahim đến từ bang Bin Lan tại tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 17. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ, nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19 chui cho khách hàng có nhu cầu. Khi bị bắt, Abdul đã khai nhận đã tiêm liên tục vaccine Sinovac hoặc là AstraZeneca, thậm chí có ngày anh ta tiêm liền 3 mũi. Mỗi lần như vậy, người đàn ông nhận khoảng 40 bảng Anh, tương đương 1,2 triệu đồng tiền công, sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm cho người cần mua. Được biết, tại Indonesia, muốn vào các nhà hàng, quán cà phê hay trung tâm thương mại để mua sắm, người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng. Tính đến nay, người đàn ông này đã nhận tiêm hộ 15 mũi cho người ngoài và 2 mũi vaccine cho chính mình. Sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hổng và những vi phạm tại một số địa điểm tổ chức tiêm chủng tại địa phương. Hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ những người tình nghi và cả người trả tiền thuê Abdul đi tiêm hộ. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc cáo buộc Abdul đã vi phạm các luật về bệnh truyền nhiễm của quốc gia. Cụ thể, với bất cứ ai cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch đều có thể nhận mức phạt 1 năm tù. Phó giáo sư Helen Petosis-Harris của Đại học Auckland đã mô tả đây là hành vi cực kỳ ngu ngốc. Tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn so với những người tiêm chủng đủ liều bình thường, bà nói.